Nếu người đó yêu con thật lòng thì mẹ nghĩ là người đó sẽ chấp nhận con. Dạ, con hiểu rồi mẹ. Em thực sự rất yêu Toàn, nhưng em nghĩ cũng đã đến lúc phải để cho Toàn trở về đúng với cuộc sống thật của mình. Cuộc sống của Toàn là cuộc sống bình thường, không bệnh hoạn, không lạc lối như em. Em cảm thấy không hối tiếc chứ, khi mục tiêu mà mình theo đuổi ngần ấy năm trời lại biến mất. Không, Toàn vẫn hiện hữu ở đó. Tụi em vẫn là bạn. Toàn thì đã có mục tiêu mới để theo đuổi và đang rất hạnh phúc. Đó là những gì mà em luôn muốn. Nhưng em cũng phải xem lại, em vẫn chưa tìm được mục tiêu thứ hai để cho mình theo đuổi. Em cũng muốn lắm, nhưng em vẫn sợ không có tình yêu thật trong cái thế giới này. Anh thì lại tin vào điều đó. Chỉ cần thật lòng với đối phương thì tình yêu ở thế giới nào đi nữa thì nó cũng sẽ xé tan mọi rào cản. Và chỉ có sự quan tâm thật sự mới chứng minh được tình yêu mà mình muốn theo đuổi. Tại sao anh lại thích em? Thích thì thích thôi, cần gì phải có lý do. Anh không hối hận sao? Anh chưa biết gì về em mà. Chẳng phải anh đang tìm hiểu về em hay sao? Nhưng em vẫn cứ sợ. Mọi thứ nó đến nhanh quá. Em rất sợ những phút giây êm đềm này đồng nghĩa với những sự mất mát phía trước. Em đừng lo lắng quá, anh sẽ luôn ở bên em, cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Hiện tại bây giờ Ngọc rất là bất ngờ và vui mừng khi biết mình may mắn lọt vào top 10 của cuộc thi tài năng Galaxy. Ngọc sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để những vòng sau sẽ không phụ lòng mọi người. Để coi mày còn dinh giáo được bao lâu nữa. Đẹp rồi con gái, mình đi thôi. Con hồi hộp quá mẹ ơi. Hôm nay là ngày đầu tiên gia đình mình đi hàng ăn tối cùng với gia đình của anh Toàn. Con không biết phải làm gì tối hôm nay nữa. Con đừng lo lắng quá, cứ thả lỏng thôi. Không có cái gì hết á, chỉ là một buổi gặp mặt ăn tối thôi mà. Con bảo đảm, khi gặp Ngọc và mẹ Ngọc, ba sẽ rất vừa lòng. Ba cũng mong là vậy. Mà sao giờ này thì gia đình bạn của con vẫn chưa có tới? Ba chờ thêm chút nữa, chắc là đang kẹt xe. Ba ra ngoài vòng vòng một lát, khi nào gia đình Ngọc tới thì alo cho ba. Dạ, ba cứ đi đi.
Chào anh. Tụi em là những người chuyên mang niềm vui đến cho mọi người. Tụi em sẽ giúp cho cuộc hẹn của anh hoành tráng và ý nghĩa hơn. Bằng một bản nhạc chẳng hạn. Hay là bằng một trò sẽ khiến cho tim phụ nữ vỡ tung ra. Sao? Anh có muốn thử không? Ok, hay lắm. Vậy tôi phải làm thế nào? Anh chỉ cần trả cho em một chi phí nhỏ thì chắc chắn buổi hẹn của anh sẽ thêm vào ý nghĩa hơn. Ok, hay lắm. Cố gắng làm tốt nha. Được, anh yên tâm. Ngọc, em tới rồi hả? Dạ, con chào cô. Ba, Ngọc và mẹ Ngọc tới rồi. Em xin lỗi vì đã tới trễ. Dạ, con chào bác. Bà là bà Vân. Bà và cô có quen nhau hả? Dạ thì tốt quá rồi. Con mời cô ngồi xuống. Toàn, từ nay về sau bà cấm con quen với con bé này. Là sao ba? Ba sao vậy? Tôi cũng không muốn con bé Ngọc nhà tôi quen với con trai anh. Chuyện gì vậy mẹ? Có những chuyện mẹ nghĩ con không cần biết và cũng không cần thiết để biết. Con hiểu vậy là được rồi. Toàn, mày có biết mày đang quen với ai không? Mày biết gì về gia đình người ta hay chưa? Chào chị, đây là cảnh hoa đẹp nhất mà anh Toàn dành cho chị á. Anh nói là anh rất yêu chị. Hiếm khi hai bên gia đình mới gặp mặt nhau, vậy còn chờ gì nữa? Hãy ngồi xuống đây và chúng tôi sẽ phục vụ món khai vị đầu tiên. Đó là những ca khúc ma âm hưởng, nhẹ nhàng và đầy xúc cảm. Hết vui. Lần sau tụi em sẽ cố gắng hơn. Sau này con không được quen với nó nữa, con hiểu chưa? Nhưng mà ít ra tụi con cũng phải biết là tại sao mẹ và bác cấm tụi con quen nhau chứ. Mày mở ra mà xem đi, để mày biết đứa con gái mày đang quen là ai. Ngọc, tại sao em lại gạt anh? Ngọc, Ngọc! Toàn, sau này con đừng đi tìm cô bé Ngọc nhà cô nữa, hãy để cho nó yên. Chuyến này có con Yến Ngọc còn dám trường mặt ra đi hát nữa hay không? Chuyện thì cũng đã xong. Em thỏa mãn chưa? Chưa. Chứ bây giờ em muốn thêm điều gì nữa? Anh đã giúp em loại bỏ cây gai trong mắt em ra rồi. Nghe nói anh đang làm đạo diễn cho vở kịch Máu và Nỗi Đau bên sân khấu kịch Hai Đồ phải không? Ừ, đúng vậy. Em muốn vào vai nữ chính, anh có thể giúp em không? Sao mà được. Vai nữ chính phải là một người có nét gì đó thơ ngây, mộc mạc. Còn em, với lại bên sân khấu người ta cũng đã chọn diễn viên đủ hết rồi, chỉ còn thiếu vào vai nữ chung và vai phụ thôi. Thì anh là đạo diễn mà, anh có quyền cắt hoặc thêm ai đó thì tùy chứ. Chẳng lẽ anh không có quyền đó sao? Không phải là không có, nhưng vấn đề ở đây anh thấy em không có hợp vai. Hợp gì? Thì chỉ cần bớt son phấn lại, bận áo quê mùa vô là được chứ gì. Có gì đâu mà khó. Không được. Anh đừng quên là đoạn video của anh vẫn còn trong này. Nếu mà tôi tung ra, bảo đảm cô vợ sắp cưới của anh. À không, con gái của chủ tịch sân khấu Hai Idol, vợ sắp cưới của anh, cô ta sẽ nghĩ gì? Sự nghiệp lúc đó của anh sẽ mất hết, không còn gì cả.
Sao em làm khó anh hoài vậy? Anh đã giúp em bao nhiêu lần rồi, em phải tha cho anh chứ. Còn phải tùy vào thái độ của anh với tôi ra sao nữa. BD thì chịu BD đi, giấu làm gì cái thân phận khốn nạn đó. Rồi cũng có ngày lòi ra với con Yến Ngọc đó. Chó. Khuya rồi, ngủ đi anh. Em và anh bao nhiêu tuổi rồi ta? Em 27. Còn anh thì 28. Dường như ở cái tuổi này con người ta thích bình yên trong tình yêu hơn. Hãy quý trọng những giây phút này, đừng để nó biến mất. Chỉ cần chúng ta đủ lớn để hiểu rằng tình yêu sẽ vững bền nếu hai người có cùng chí hướng chung. Em sống vì anh và anh sống vì em. Mỗi người nghĩ về người kia một chút thì nhất định tình yêu sẽ vững bền. Anh yêu em quá. Em cũng vậy. Có người từng nói với Ngọc rằng cho dù có gặp bất cứ mặc cảm nào trong cuộc sống, chỉ cần chúng ta có đủ lòng tự tin thì mọi mặc cảm đó sẽ không là gì hết. Ngọc yêu ca hát vì ca hát là niềm đam mê của Ngọc. Ngọc mong mọi người hãy chấp nhận và cho Ngọc một cơ hội để thỏa mãn niềm đam mê ca hát của mình. Chính vì vậy mà ngày hôm nay, và cũng là lần đầu tiên, Ngọc xin được hát với chính người bạn của mình. Người bạn đó có tên là Mặc Cảm. Gì? Trai hả? Con nhỏ nó là con trai hả? Cái gì? Trai hả? Rồi, khó tin quá hả? Ừ. Rồi. Từ sâu trong đôi mắt này, anh hờ hững không như bao ngày. Phải chăng nơi chốn đây để anh vội đến và rồi vội đi? Phải chi anh thấu hiểu rằng em đã yêu anh rất nhiều. Nói đi anh người ơi, giờ em phải sao để có đâu dễ kiếm tìm, em vẫn đứng đây chờ anh đi tìm. Lúc anh không còn ai hết, hãy ở yên em sẽ đi kiếm. Bởi anh yêu người vô cớ, vì đã lỡ nhận hết đau buồn. Nói đi anh người ơi, giờ anh muốn em vai sống anh. Anh chỉ đến bên em lúc buồn, về những ngày vui anh về nơi đâu. Anh chỉ đến bên em lúc say, vì hết say anh đâu ở đây. Anh là ai đi qua chốn này, còn em là ai trong cuộc đời anh đây. Nói đi anh người ơi, vì sao anh đã yêu em như vậy.
cái gì nữa vậy em? Hôm nay là ngày cưới của anh. Em để anh yên được không? 30 phút nữa không có mặt ở nhà tôi thì đừng có trách. Bây giờ em muốn gì? Thì ra hôm nay là ngày cưới của anh. Cũng thú vị nhỉ? Tôi không được mời. Hay là anh sợ mời tôi đến? Rồi tôi nói ra cái sự thật khốn nạn với con người của anh. Em đừng có quậy anh nữa được không? Tôi đã nói với anh rồi mà. Tôi đã quá biết điều với anh. Vậy tại sao vai diễn đó anh lại giao cho con làm mà không phải là tôi? Em à, em không có hợp vai, em phải hiểu cho anh chứ. Tôi đã từng nói anh phải làm tất cả những gì mà tôi đưa ra, nhưng anh có thực hiện không? Anh đã làm cho em quá nhiều, chỉ là do lòng tham không đáy của em mà thôi. Không nói nhiều, sẵn hôm nay ngày vui cũng đông đủ quan khách quan viên hai họ, tôi sẽ cho tất cả mọi người thấy cái video clip này để xem vợ sắp cưới của anh thấy được cảnh lúc anh ân ái với một thằng đàn ông sẽ như thế nào. Chắc là sẽ có nhiều chuyện để xem lắm đây. Em đừng có ép anh. Anh làm gì tôi? Kiện tôi chắc. Kiện đi. Xem ai nhục hơn ai. Đưa nó cho anh. Đừng có mơ. Đưa đi. Buông ra. Anh đưa đi. Đưa đi. Thằng chó, mày dám đánh tao hả? Mày tiêu rồi con. Hình tao cũng lâu đầy rẫy trên mạng, mày không trốn được đâu. Mày hả? Tao là gây thì đã sao? Tao đã làm gì sai? Mày coi lại tư cách của mày đi. Mày sống còn hèn hơn tao. Mày chết đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.